lời chào đến bà con cô bác đang đến với chương trình Vui Cùng Điều Lý Câu Hò. Thưa bà con, chương trình của chúng ta phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 10 phút thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với hai anh chàng ca sĩ đẹp trai, hát hay, dòng nhạc trữ tình, nhưng mà dòng nhạc dân ca, dòng nhạc quê hương hay là những câu hò điều lý thì chưa biết. Hôm nay hai chàng trai này cũng muốn đến đây để thử sức mình xem sao. Xin được chào đón ca sĩ Nam Cường và Khắc Minh. Chào anh Nghĩa. Chào anh. Thấy anh vừa mới giới thiệu hoành tráng lộng lẫy ghê không? Dạ, em có nghe. Mỗi lần em gặp anh Nghĩa là em cảm thấy là mang một nguồn năng lượng tràn trề luôn. Thiệt. Thấy anh đi cầu khỉ mà em khoái luôn á. À vậy hả? Đó, rồi mình cũng phải ra vẻ với là cầu khỉ lắc lư này kia chứ thiệt ra nó chắc chắn lắm, không gì hết trơn á. Nhưng mà tự nhiên là năng lượng gặp anh Nghĩa năng lượng lên ha. Đúng tự nhiên rồi. Mình thấy phấn khởi vui vẻ hẳn. Mọi người công nhận không? Đẹp trai ha. Hát hay mọi người cũng biết luôn rồi. Mà giọng nhạc trẻ. Ừ. Còn trữ tình, dân ca, hò chè, điệu lý, chưa biết. Dạ. Đã từng nghe cho vui. Đã từng nghe cho vui, nghe cho vui. Còn Minh thì đã sao? Đã từng thử sức bằng karaoke. Dạ. Karaoke thôi hả? Dạ. Giờ em muốn thử sức liền không? Và hát liền giọng anh. Thì đó, thuộc bài lý nào hát thử, nghe chơi. Bông xanh, bông trắng, rồi lại vàng bông, ơi rừng ơi. Bông lê cho bằng bông lưu, ơi rừng ơi. Là đôi à đồ nè. Ủa, sao không hát đi? Không có, chú thuộc. Anh của em không có thuộc. Thấy không, đâu có dễ. Cái bài đó, cái bài dễ nhất đó. Mà không thuộc nữa đâu. Không, em giấu nghề. Giấu nghề phải không? Một xíu vô thì biết. Coi chừng em giấu hết chương trình luôn đó mình. Thôi, bây giờ mời em vào vị trí của mình để bắt đầu. Đi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào vòng thi đầu tiên để cho hai em trổ nghề cho mọi người biết nha. Vòng 1 mang tên giai điệu thân quen. Vòng 1 mình có tới 2 phần lận. Phần 1 nó có những cái từ khóa hiện lên trên màn hình này. Mình nhìn cái từ khóa đó để mình nhớ lại xem coi những cái từ này, cái câu này nó nằm trong cái bài hát nào. Bấm chuông giành quyền trả lời. Và nếu nói đúng tên bài hát thì mình sẽ có 10 điểm nha. Bắt đầu. Phu tướng sắc phong linh đàn. Nuống trong tinh tràng. Năm canh. Gan vàng quẳng đao. Dù sao ông bướm. Nghĩa Tào Khang. Tâm nhạn. Đa giọng phu. Xin chớ phủ phàng. Đó. Những cái từ khóa này gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào? Nam Cường đã bắn chuông trước, mời em. Dạ quá quen thuộc ạ. Dạ cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đúng không? Đây là đáp án. Chính xác. Mời các em nghe nhạc. Những cái lời hát rất là quen thuộc trong cái bài Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và Nam Cường nhận 10 điểm. Tiếp phần 2 của vòng 1, chúng ta sẽ thấy lời của một bài lý hiện lên trên màn hình cùng với giai điệu. Nghe đi, xong rồi bấm chuông để giành quyền được hát. Đó. Ủa, giành quyền được hát hả? Giành quyền được hát cho em. Hát đúng cái giai điệu bài hát đó, mình sẽ có 10 điểm. Bắt đầu. Ủa Cường bấm nữa hả? Anh bấm này giờ hoài mà không thấy bấm luôn á. À, sao không bấm? Em thấy bài này lão á. Bài này lão em biết. Cường biết bài này không? Dạ nghe qua giai điệu thì mường ra được. Mời em. Anh đi đánh bẫy cái trên mà bưng. Đánh bẫy cái trên mà bưng. Thầy có con cùm nùm mà. Trong lùm chi bay mà ra. Thầy có con cùm nùm.
trong lùm chi bay mà ra. Anh đi à, đánh bẫy cái ngọn mà tre, đánh bẫy cái ngọn mà tre. Chìm cái quyền đang đậu nè, chích chòe nó đâu mà leo. Chìm cái quyền đang đậu nè, chích chòe nó đâu mà leo. Chính xác, bài Lý Con Sống Lớn. Nam Cường đã chính xác cái bài Lý vừa rồi, được cộng thêm 10 điểm. Như vậy là kết thúc vòng 1, điểm số của Nam Cường đang có là 20 điểm. Còn Cát Minh vẫn là chưa có cái gì hết, chưa có cơ hội để thò cái tay ra lật cái bảng luôn. Hơi buồn ở Minh nha. Cố gắng ở vòng thi thứ hai. Vòng 2 của chúng ta có tên là Hò Ngẫu Hứng. Vòng này thì chúng ta sẽ hò ngẫu hứng đối đáp với nhau. Chủ đề mà chương trình đưa ra hôm nay là tuổi thơ mến yêu. Tuổi thơ mình có gì đẹp không Minh, vui không? Dạ, tuổi thơ em rất đẹp ạ. Có quậy phá xóm làng được chưa? Có, cái gì của tuổi thơ là em trải qua hết. Rồi những tháng năm đi học sao, tưng bừng náo nhiệt ha? Có tưng bừng náo nhiệt, cũng có những cái rất là lúc rất là ngoan hiền đáng yêu. Dạ. Đó, còn với Cường thì sao em? Là những trận đòn roi. Trời ơi, cái gì đau đớn đi vậy? Đi vô cái lương ngang. Vậy thôi, chứ hồi xưa em hay bị quỳ lắm. Tại vì cái tật mà hay trốn nhà đi chơi á anh. Buổi trưa thường là mẹ nói là đi ngủ, để chiều còn đi mẹ học thêm. Mẹ bắt chưa đánh roi nào đã khóc đúng không? À, cũng có nhẹ nhẹ. Mà em là đưa đây cây lên là em khóc liền rồi. Đó. Là suốt ngày là em hay kéo đám bạn đi thả diều nè, rồi đi trèo cây hái trộm nhà ta nè, rồi đi đạp xe đạp vòng vòng ngoài trời nắng vậy đó. Rất là nhiều những cái trò chơi của tuổi thơ mà bây giờ chúng ta nhớ lại thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái dữ liệu để chúng ta đưa vào trong cái câu hò của mình ở cái phần thi này. Và bây giờ ai sẽ là người hò trước đây? Mình nha. Hả? Mời. Đây là cơ hội cho em. Hò con chim se sẻ nó đậu trên cột đình, bà ngoại đẻ má, má mới đẻ mình bạn ơi. Thật ra câu này chưa giống chủ đề lắm nha. Cũng mẹ mà, cũng mẹ con. Nó mới sinh ra đời thôi. Mình phải nhắc về những kỷ niệm tuổi thơ của mình. Rồi tiếp Cường. Hò khi xưa ta bé ta chơi hang hang băng bì đánh đao đá cầu rất vui. Đó, nhắc về những trò chơi của tuổi thơ mặc dù mấy cái trò chơi này không có vô dần. Mời Minh. Hò chiều chiều ra đứng bờ sông quăng dây bắt cá đem về nấu canh. Mà tuổi thơ em là vậy dạ, hả? Dạ có nha, có bắt cá dạ. Có quăng lưới bắt cá. Có. Rồi tiếp Cường. Hò khi xưa ta thích ta chơi, dầm mưa dài nắng bắn bi thả diều. Hai lần rồi nha em, kể ra những cái trò chơi của tuổi thơ nhưng mà nó chưa có vô dần điệu gì hết nha. Tiếp Minh. Hò sáng nay đi tới lớp mình ăn mè ăn bánh, ăn mè ăn bánh uống nước dừa mía lao. Là tuổi thơ đi học ăn vậy đó hả? Dạ. Tiếp Cường. Hò tuổi thơ tôi có những ngày trời mưa lũ lụt ở nhà đắp chăn. Tuổi thơ có những ngày lúc mà quê mình bị lũ lụt. Quê em là năm nào cũng có lũ lụt hết, và thường là đi học ngày xưa là năm nào tụi em cũng có 2-3 ngày là ở nhà vì không đến trường được vì mưa bão rất là lớn. Là đắp chăn ở nhà. Dạ đắp đắp chăn ở nhà thôi. Rồi còn bên quê em có gì nè vô. Quê em Sài Gòn, em chỉ đang nhớ lại những ký ức của em với ba mẹ em thôi. Hò ba tôi hay cõng trên người, mẹ đưa đi bán, mẹ đưa đi bán cốc ỏi mía ghim. Ủa là hồi xưa ba mẹ đưa đi bán mía ghim đó hả? Là có. Có luôn. Là mẹ chở đằng sau đi bán cái đó. Đó, nhắc về kỷ niệm tuổi thơ đó.
Cường tiếp được không? Hò sông Thu nước chảy êm đềm, quê hương đi mấy nhớ về chốn xưa. Nhớ về quê hương. Xá Minh. Hò đêm đêm nhắm mắt nằm mơ. Mơ thấy gì? Mơ về chốn ấy. Tôi là singer. Giấc mơ ngày bé lào nhỏ là mơ sau này sẽ làm ca sĩ. Singer, dạ. À, đó. Và thôi thưa quý vị, em nghĩ rằng cái phần đối đáp như vậy là đã đủ rồi. Bởi vì hai ca sĩ của chúng ta hát nhạc trẻ thì hay, mà sao vô hò nó đâm ban quá. Mà đã vậy sắp câu văn này kia nó cũng lọt tọt, không có cái câu nào mà nó nghe dần với câu nào ở trơn trọi á. Coi như là hai bên ngang tài ngang sức nha. Không ai hơn ai luôn nha, không ai thua ai luôn nha. Xứng đáng mỗi người được 25 điểm. Đây là bây giờ Nam Cường đang có 45 điểm và Khắc Minh đang có 25 điểm. Và chúng ta đến với vòng thi cuối cùng. Hãy hát lên. Chúng ta sẽ nghe hai ca sĩ của chương trình hát qua một đoạn trong một cái bài hát nào đó, và phải cố gắng để mà nhớ cái lời ha. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn lên màn hình. Lúc đó chúng ta sẽ chia câu ra. Có những cái câu mà được tô màu đỏ là Cường hát nha, màu xanh sẽ là Khắc Minh hát. Và trong những cái câu hát của các em đó, nó sẽ có một vài từ bỏ trống, mình sẽ phát điền vào chỗ trống cho nó đúng. Rồi sẽ có những cái cụm từ bị thay đổi vị trí của các từ trong đó, và mình sẽ phải sắp xếp hát lại làm sao cho chính xác với cái lời của bài hát. Một câu mình hát đúng, mình sẽ có 50 điểm. Xin mời ca sĩ Thu Hà và Phú Nguyễn. Bài Chia Áo Bà Ba. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thấm thầm, thấm thoáng con sương bé nhỏ tới mong manh. Giang ơi em vẫn đẹp ngang đời. Chiếc áo màu xanh lên từng con sông bạc, lồng lánh mái chèo của đồng ánh dương trôi. Sóng gió xuồng đưa tiếng hò qua bên đời. Hồ Giang ơi điều lâm thôn, ngày nắng thơm rơm xôn xao mùa lúa về, về bến Ninh Kiều thấy càng đời người yêu. Bài Chia Bà Ba rất là quen ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình và hát, hát làm sao cho đúng lời nha. Bắt đầu. Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh, nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngang đời. Chiếc áo màu xanh len từng con sông bạc, lòng lánh mái chèo của đồng ánh dương trôi. Sông gió xuống đưa tiếng hò
xóm nhỏ. Hậu Giang ơi, dấu yêu con tuyệt vời. Đẹp quá quê hương hôm nay, muôn năm đẹp vô ngần. Về Sóc Trăng một ngày khai điệu lâm thôn. Ngày nắng thơm rơm xuân sau mùa lúa về. Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu. Hình như mình hát xong em không tự tin lắm phải không Minh? Cái chữ mà tự nhiên nó mất chữ luôn, mà nó không đảo nữa mà nó mất luôn. À, đó thì anh nói rồi mà sẽ có những cái từ mà chương trình cố tình bôi đi để mất đi mình phải điền vô. Tưởng là thay thế lấp gì thôi, mất đó. Luôn. Hồi nãy Minh hát hai câu như vậy là đúng không Phú? Dạ, Minh đúng một câu rồi nè. Đúng câu là câu sau hay câu trước? Dạ, câu sau. Là câu xóm nhỏ là bỏ đi phải không? Dạ, đúng rồi. Khổ là cái gì vậy anh? Bến đợi, đúng không? Bến đợi. Ừ, tự nhiên đưa về xóm nhỏ vậy đó. Còn Nam Cường hát đúng được mấy câu vậy hả? Dạ anh Cường đúng hết 2 câu ạ. Đúng hết 2 câu và Nam Cường sẽ nhận 100 điểm. Khắc Minh 50 điểm. Nhờ cái xóm nhỏ mà em sẽ nhận được số tiền nho nhỏ 2 triệu đồng là phần quà của chương trình. Đây Nam Cường phần thưởng dành cho em 4 triệu. Cảm ơn em. Bây giờ thì mời em ra đây cùng với hai ca sĩ của chúng ta. Chúng ta sẽ hát lại bài hát này nha. Thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh, nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngang đời. Chiếc áo màu xanh lên từng con sông bạc, lòng lánh mây chiều dương trôi. Sóng vô xuống đưa tiếng hò qua bên đời. Hậu Giang ơi dấu yêu con tuyệt vời. Đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngần. Về Sóc Trăng một ngày khai điệu lâm thôn. Ngày nắng thơm rơm xuân sau mùa lúa về. Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba. Em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Giang ơi nước xuôi xuôi ngược dòng, dấu qua đây một lần nói sao cho vừa lòng, nói sao cho vừa thương. Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi ngược dòng, nói qua đây một lần nói sao cho vừa lòng, nói sao cho vừa. Dạ, thưa bà con cô bác, ca khúc Giá Bà Ba vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vui Cùng Điều Lý Câu Hò ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khách mời và các ca sĩ đã đến tham gia chương trình. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau, phát sóng vào lúc 19:10 thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.